Hello mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Tiếp tục hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái kinh nghiệm trồng bông vạn thọ những cái ngày mà gần Tết như thế này nha các bạn. Và đầu tiên thì mình xin các bạn là một cái lượt chia sẻ lên Facebook cũng như là những cái hội group mà trồng bông vạn thọ ha. Vì cái vấn đề mình nói ngày hôm nay nó rất là quan trọng. Thì mình có một bạn tên là Diệt Phan ha. Thì bạn này bạn cũng mới trồng thôi và bạn có nhắn tin cho mình á, là bạn nói là thì bạn trồng bông vạn thọ, bạn có xem nhiều kênh YouTube chia sẻ là dưới cái bóng đèn á thì cái bông vạn thọ của mình á, là nó sẽ bị ảnh hưởng, là nó sẽ bị nở trễ ha. Còn mình á, thì chia sẻ là ngược lại cái vấn đề là sao và bạn muốn nghe mình cái giải thích. Thì hôm nay thì mình sẽ nói cho bạn nghe về cái vấn đề mà nó quan trọng về cái bóng đèn ha. Thì khi mà cái cây của mình mà nó phát triển chậm các bạn, thì các bạn có thể là bạn xông đèn cho bông vạn thọ đặng cho nó mau phát triển. Nhưng mà khi mà nó đã ra được những cái nụ hoa bằng những cái hạt tiêu các bạn, thì mình sẽ không có xông đèn cho nó nữa. Mà nếu như là mình xông đèn các bạn, là bông vạn thọ của mình là nó sẽ bị trễ hoặc là nó bị điếc, cũng là tùy giống thôi. Và nhiều kênh á, mà người ta chia sẻ các bạn, người ta không muốn là nói ra cái sự thật đó, mà người ta chỉ nói là khi mà mình xông đèn á, là cái nụ hoa của mình là nó sẽ bị trễ và thậm chí là nó không có phát triển được. Thì do đó thì những cái người xem kênh YouTube của các bạn là người ta chỉ nghe thoáng qua thôi chứ người ta không có nghe kỹ các bạn, thành ra là cái bạn mà Diệt Phan này á, thì bạn không có hiểu về cái vấn đề mà xông đèn. Mà khi mà cái bông hoa của mình mà nó đã làm xây kén các bạn, có nghĩa là nó ra được những cái màu hoa rồi đó, thì mình bắt đầu mình xông đèn cho nó ha, thì nó còn hơn cả cái thằng Atonit cũng như là thằng cơm cách để mình xịt cho nó bung hoa ra nha các bạn. Thậm chí là thằng siêu bông bự rồi siêu bông hết cỡ này nọ đó, để mình xịt cho nó to bông ra đó. Mà mình sử dụng một cái bóng đèn các bạn xông đi thì nó rất là mau phát triển luôn. Thì đó là về cái vấn đề là xông đèn ha. Nó thì các bạn là nên chia sẻ cái video này cho những cái người bạn mà mới tập trồng bông các bạn, thì những cái người bạn đó biết ha. Thì đó là về cái vấn đề là xong đèn. Và bây giờ thì mình sẽ vô cái nội dung đó là mình trả lời câu hỏi cho những bạn đã bình luận trong kênh của mình nha. Rồi thì câu hỏi đầu tiên của một bạn tên là Tường Vi Organ ha. Thì bạn này bạn hỏi mình là vạn thọ của bạn là hiện tại là đang bị vàng lá và nó đã bị héo một số cây rồi, và bạn là dự định là bạn xịt thằng ALS, như vậy là cái nụ hoa của bạn nó có bị đứng lại hay không? Thì ở đây là các bạn xịt thằng ALS là nó hoàn toàn tốt ha, nó không ảnh hưởng gì đến cái nụ hoa hết. Thì bạn Tường Vi Organ thì bạn cứ xịt ha, miễn sao là đúng liều lượng của nó thôi. Thì cái liều lượng của nó là nửa gói cho bình là 16 lít nước nha. Bạn không nên là xịt quá liều. Và đồng thời ở đây thì mình sẽ không có cộng được cái gì hết. Đối với thằng ALS là mình sẽ không có cộng được ha. Thằng Ridomin thì mình cộng được, nhưng mà thằng ALS á, thì nếu như là bạn cộng á, là nó sẽ bị mất cái tác dụng của thuốc ha, và nó không có giúp cho các bạn là vấn đề là vàng lá mà nó được xử lý nha. Lưu ý là bạn không có là kết hợp thuốc nha. Rồi tiếp tục là câu hỏi của bạn là Lon Hồ ha. Thì bạn này bạn hỏi mình á, là bạn phun thằng ALS lên nụ hoa có được hay không? Là mình mới là vừa chia sẻ nha, là được nha bạn ha, nó không hề ảnh hưởng gì đâu. Tại vì cái thằng ALS các bạn nó rất là mát. Đối với những cái thằng mà thuốc nóng các bạn mà dạng nhũ dầu á, thì bạn phun lên là nó mới ảnh hưởng nha. Tuy rằng là vật tư nông nghiệp mà khi mà bán thuốc là họ chỉ muốn bán được thuốc thôi, họ nói cái này xịt được được được, nhưng mà họ không có hiểu về cái quy trình của bông vạn thọ ha. Đối với những cái loại giống nào mà nó mẫn cảm và những cái loại giống nào là nó không mẫn cảm ha. Thì đó là vậy nha bạn Lon Hồ ha. Rồi tiếp tục là một câu hỏi của một bạn tên là Hằng Bùi ha. Thì bạn này bạn hỏi mình là bông vạn thọ của bạn là nó đã nở ra rồi, nhưng mà nó có cái màu nâu nâu xám xám như vậy là do đâu? Thì ở đây thì mình cũng xin được chia sẻ ha. Thì đó là do giống nha các bạn ha. Thì trước khi mà mình mua bông vạn thọ mà mình muốn cái bông của mình mà nó sáng á, thì bạn nên chọn những cái giống như là B2 nè, hoặc là không sáng của rồng vàng nha các bạn ha. Thì những cái giống này á là nó rất là đẹp luôn, nó rất là sáng, nó rất là tươi luôn nha bạn Hằng Bùi nha. Nói chung là bạn phải nên là tìm hiểu về cái cách chọn giống trước. Hiện tại bây giờ nó ra rất là nhiều giống nhưng mà nó bị xám xám nâu nâu các bạn. Những cái giống thông thường là những cái giống màu cam đỏ, thì khi mà nó hơi tối nha mọi người ha. Rồi tiếp tục là một câu hỏi của bạn là Thảo Phan Thanh ha. Thì bạn này bạn hỏi mình là thời tiết cứ mưa lâm râm sáng và tối này nó sẽ lạnh thì nụ hoa mình có trễ hay không? Là trễ nha bạn ha. Nếu như mà cái thời tiết lạnh là cái bông vạn thọ của mình nó rất là chậm phát triển luôn. Thì khi mà nó xây kén các bạn thì bạn nên xông đèn cho nó ha. Và trước đó thì mình cũng đã là chia sẻ một cái video của một bạn tên là Phát Nhã đó. Thì bạn này bạn xông đèn trực tiếp cho bông vạn thọ luôn. Thì bạn có thể là bạn vào bạn xem lại ha. Cái tiêu đề đó là mình ghi là tuyệt chiêu giúp cho bông vạn thọ nó mau nở đó, thì mình ghi tiêu đề thì nó cũng hơi nghe nó gây chú ý ha, thì bạn có thể bạn xem được ha. Rồi tiếp tục là câu hỏi của bạn là Trang Xuân nè. Thì bạn này bạn hỏi mình là bạn sử dụng cái phân là 12, 12, 17 có được hay không? Là hoàn toàn được nha các bạn ha, nhưng mà với cái liều lượng mà nó nhất định thôi, 100g pha với là 20 lít nước nha. Chứ bạn không được mà pha nhiều hoa, dù cây của mình là nó đang phát triển ở cái giai đoạn mà nó làm hoa rồi, tuy rằng cái bộ rễ nó mạnh rồi nhưng mà mình cũng tưới là đúng liều lượng nha. Nếu như là bạn tưới mà nó đậm quá là có thể là nó gây ảnh hưởng tới bộ rễ nha.
có thể là nó héo xanh nó chết luôn á. Rồi tiếp tục là câu hỏi của bạn là Khen Nguyễn ha. Bạn này bạn hỏi mình á, là xông đèn cái loại nào. Thì ở đây thì bạn có thể là bằng xông đèn led nè, rồi xông đèn sợ tóc cũng được ha. Nói chung là đèn nào cũng được, miễn cho cái cây bông nhận thọ của mình các bạn là nó thức, nó không có ngủ. Cái vấn đề là vậy thôi, nhưng mà trong cái giai đoạn mà nó đã xây kén rồi thì mình mới xông. Còn nếu mà trong cái giai đoạn mà nó đang làm nụ là mình sẽ không có xông ha. Nó bị ảnh hưởng á, cực kỳ luôn. Nó sẽ bị trễ chứ mà nó không sớm luôn đó. Nhưng mà nó ra kén rồi thì nó lại sớm. Cái bông nhận thọ này mình phải hiểu về nó thì mình mới trồng nó đạt hiệu quả nha các bạn ha. Nếu như mà chúng ta mà nghe những cái anh YouTube mà nói á, mà chúng ta không nghe kỹ đi, thành ra mình là người chịu thiệt chứ không phải là ai đâu. Tại vì mình bỏ tiền ra mình trồng bông nhận thọ mà, và kết quả cuối cùng là mình chịu hết. Nói chung là được thì mình nhờ, còn không được là mình thất bại nha các bạn ha. Rồi tiếp tục là một câu hỏi của anh hay chị gì Út Nguyễn nè. Thì chị này chị hỏi mình là cái phân kali mình tưới cho bông dạng thọ bị trễ. Vậy là mấy ngày mình tưới nó một lần, khoảng là 4 ngày chị nên tưới cho nó một lần ha. Tại vì cái trong cái giai đoạn mình bông của mình nó trễ thì mình nên xịt ép nó. Nói chung là mình nên ép nó, mình mua những cái dòng mà kali natri đó mình xịt nó cũng được. Hoặc là mình thể mình tưới phân kali cũng được nha. Rồi tiếp tục là một câu hỏi của bạn Nguyễn Hoài Nam ha. Thì bạn này bạn hỏi mình là dạng thọ của bạn là nó bị héo mà từ gốc mà lên tới trên luôn, mà bạn nói với mình là bạn tưới phân nó thường xuyên luôn. Thì đây chính là cái nguyên nhân nó làm cho cái bông dạng thọ của bạn là nó bị héo nha các bạn ha. Do bạn bị lạm phân đó. Bây giờ thì bạn cứ xả nước đi và bạn tưới phân theo định kỳ, 6 ngày bạn tưới một lần. Thậm chí mà khi mà nó đã ra được những cái nụ hoa rồi đó các bạn, thì bạn sẽ giảm phân lại cực kỳ ít luôn. Nói chung là nó cũng không cần ăn phân nhiều đâu. Trong cái giai đoạn này bông của nó cũng đã rất là tốt rồi. Nó thì bạn cứ 6 ngày bạn tưới thôi, chứ mà bạn tưới nhiều quá là nó bị dư phân các bạn, nó dư đạm quá là nó bị héo là nó chết à. Thông thường những dòng phân như là ure này nọ đó, phân hóa học này nọ các bạn, mà các bạn tưới nó nhiều quá là nó sẽ bị héo xanh nó chết. Còn những cái dòng phân như là hữu cơ các bạn, đạm cá hồi nè, bánh dầu này nọ đó, mình lỡ mình có tưới phạm chăng nữa thì nó cũng không có ảnh hưởng nhiều nha. Rồi tiếp tục là một câu hỏi của bạn là em gái miền Tây ha. Thì bạn này bạn hỏi mình là bạn không có xài thằng Atonit mà bạn xài thằng cơm cát có được hay không. Thì ở đây thì bạn có thể là bạn sử dụng thằng cơm cát ha. Thằng cơm cát với thằng Atonit thì cơ bản là nó giống nhau thôi, nó là dạng như là thuốc xịt dưỡng thôi. Còn bạn hỏi mình là cái bông nhận thọ của bạn nhỏ quá thì bây giờ mình phải làm sao. Thì ở đây thì bạn nên là tỉa đi những cái chèo lá gốc ha. Nói chung là những cái chèo lá gốc á, để cho nó tập trung dinh dưỡng, nó nuôi những cái tàn lá trên, cũng như là những cái nụ hoa nào mà bạn cảm thấy mà nó xấu quá các bạn thì bạn lặt bỏ đi luôn, để cho nó tập trung dinh dưỡng, nó nuôi những cái tàn lá chính ha. Thì nhiều kênh thì chia sẻ thì các bạn cũng có thể thấy được, các bạn đó chia sẻ cơ bản là giống mình thôi chứ không có gì khác đâu. Nói chung là mỗi năm thì người ta chia sẻ là tỉa chèo nè, rồi nặt đụ nè, cũng như là sử dụng siêu bông phích cỡ nè, thì các bạn nghe đi nghe lại thì nó cũng giống nhau thôi ha. Rồi một bạn tên là Đan Nguyễn ha, thì bạn này bạn hỏi mình là bông dạng thọ của bạn là bạn hạt tiêu rồi, bạn có xông đèn được hay không? Là ở đây là hoàn toàn là không ha. Thậm chí là bạn nên lấy một cái miếng lưới bạn che đèn lại, nếu như là bạn trồng ở gần đường ha, mà khi mà nó ra được những cái kén hoa rồi á thì mình mới là xông đèn được nha bạn ha. Rồi tiếp tục là bạn là Lê Nguyễn Kiều Nhi ha. Bạn này bạn hỏi mình là dạng thọ của bạn là ngắt đọt là bữa 30 tháng 11, là nay đã là 16 rồi mà nụ nó vẫn chưa ra thì mình phải làm sao? Thì ở đây thì bạn nên giảm nước lại ha. Bạn cắt nước nó khoảng đâu là 4 bữa nha bạn ha. Buổi sáng thì mình tưới thôi, buổi trưa với buổi chiều thì mình sẽ không có tưới như lúc trước nữa. Ví dụ như mình thương cái cây quá mình tưới nước mình sợ nó héo đúng không, nhưng mà mình càng thương nó thì nó sẽ không có ra nụ, tại vì bông dạng thọ của mình là nó đã trễ rồi. Còn những bạn nào mà phát triển bình thường thì bạn cứ tưới nước bình thường thôi nha bạn Kiều Nhi ha. Rồi tiếp tục là bạn là Mai Lam nè, bạn này bạn hỏi mình là hoa của bạn đã xây kén rồi, nó đã có ra màu rồi thì bây giờ mình xông đèn được hay không? Là bạn có thể là bạn xông đèn nha. Mình nói rất là nhiều về cái vấn đề này, xông đèn này luôn á, bởi vậy mình hay kêu các bạn chia sẻ cái video này cho mình đi. Nói chung là lượt follow trên kênh này của mình các bạn thì cũng rất là đông rồi, nhưng mà kiểu như là những cái bạn mà trong những cái hội group á, người ta chưa biết kênh mình á, thì các bạn có thể là chia sẻ nha. Nói chung này mình cũng không làm YouTube này không có được nhiêu tiền đâu các bạn, chủ yếu là mình chia sẻ cái kinh nghiệm của mình thôi. Chứ 1.000 view bên mình kiếm được cái chữ giỏi lắm, đô có hầm mấy ngàn thôi nha các bạn, chứ không có nhiều đâu. Rồi tiếp tục là câu hỏi của bạn Vũ Nguyên ha. Bạn này bạn hỏi mình là mình bạn tưới cái phân đáp với phân 30-10-10 và mỗi lần tưới như vậy là một muỗng cà phê pha với 20 lít nước có được hay không? Là được nha bạn ha. Thế chứ mà thời điểm này bạn ngâm á, thì thông thường ngâm á, các bạn là mình sẽ lấy là 7 phần DAP với 3 phần là 30-10-10 ha.
mình ngâm khoảng đâu là 3 đến 5 lít nước, sau đó mình sẽ lấy từ 100 c, mình pha với cái thùng dồi là 10 lít nước để mình tưới. Còn nếu như mà trong thời điểm này mà cây bông của bạn mà nó đã làm nụ rồi đó, thì bạn có thể là bạn pha với 20 lít nước để các bạn tưới nha, nhưng mà mình lấy phân trực tiếp luôn, mình không cần phải ngâm đâu. Tại vì thời điểm này cây bông điện thoại của mình là nó đã rất là mạnh rồi nha bạn Vũ Nguyên ha. Rồi tiếp tục là câu hỏi của bạn là Dương Nhâm Kính ha. Thì bạn này bạn hỏi mình đó là dùng gối là siêu kali cộng với thằng Atonit rồi với thuốc sâu để mình xịt cho bông điện thoại có được hay không, là hoàn toàn được nha bạn ha. Tại vì cái bông điện thoại của mình á thì nó sẽ không có mẫn cảm nhiều với những cái loại thuốc này đâu, mà nó chỉ mẫn cảm đối với những cái dòng thuốc mà dạng nhũ dầu thôi, mình xịt vô là nó cháy liền nha bạn ha. Dương Nhâm Kính ha. Rồi câu hỏi của một bạn tên là Thành Sơn ha. Bạn này bạn hỏi mình là nay đã 16 rồi mà bông của bạn là nó chưa ra nụ luôn, chắc không kịp Tết. Thì bây giờ thì mình cố gắng thôi, mình giảm nước nó khoảng đâu là 3 đến 4 bữa gì đó đặng cho nó ra nụ ha. Và sau đó thì mình cố gắng thì mình xịt ép, mình xịt dưỡng nó thằng Atonit hoặc là thằng cơm cát đi. Thì có thể là nó sẽ là đúng Tết thôi nha. Tại vì cái thời điểm này thì mình cũng có một số vườn các bạn là nó cũng mới xây nụ thôi. Nói chung là cũng tùy vào cái thời tiết cũng như là cái ánh sáng mà khi mà nó mà cây bông nhận thọ của mình mà nó nhận được á, bạn giúp bạn cố gắng mà làm sao cho bông nhận thọ của mình mà nó thức á thì nó sẽ là mau phát triển nha. Còn nếu như mà ban đêm mà cho nó ngủ nữa thì thôi nó sẽ trễ. Và tiếp tục là một câu hỏi của bạn là Trúc Dung 5A ha. Thì bạn này bạn hỏi mình á là bạn sử dụng cái thuốc mà trừ sâu mà sâu tơ sâu xanh vậy đó mà bạn xịt ở trên cái con sâu mà dễ bùa thì nó có chết hay không? Thì con sâu dễ bùa này các bạn là nó cực kỳ là khó trị luôn, nhưng mà mình đã có những cái loại thuốc mà mình hay dùng mà mình trị nó được, đó là thằng Niuga hoặc là thằng Triga ha. Bạn cộng với thằng Radiant bạn xịt nó thì nó mới chết nha. Và thậm chí bạn sử dụng thằng Niuga hoặc thằng Triga bạn xịt cho nó, cái cử đầu tiên nó chết nhưng mà cái cử thứ hai là nó không chết, nó kháng thuốc đó. Thì do đó thì bạn phải cộng vô thằng Radiant ha. Và cái liều lượng nè, hai gói thằng Niuga cộng với là một gói thằng Radiant ha, và sau đó thì bạn xịt cho nó thì nó mới chết nha, chứ không phải dễ ăn với con sâu dễ bùa đâu. Đó. Rồi tiếp tục là một câu hỏi của bạn là Lợi Trần ha. Thì bạn này bạn hỏi mình là năm nay là bạn mới trồng thôi nhưng mà bông nhận thổ của bạn nó không đẹp, thì bây giờ mình phải làm sao? Thì bây giờ mình cố gắng mình chăm sóc cho nó kỹ, là bạn xem nhiều kênh YouTube nó chia sẻ làm sao thì bạn làm theo như vậy nha. Rồi câu hỏi của một bạn tên là Quốc Phong ha. Thì bạn này bạn hỏi mình là khi nào mình mới ngưng tưới phân được, là khi cái bông dạng thọ của mình các bạn mà nó đã ra được những cái bông rồi đó, thì cái thời điểm này thì nó cũng không cần ăn phân nhiều đâu, thì bạn cũng có thể là bạn ngưng ha. Còn những mà anh em nào mà đang làm vườn giống như mình mà anh em mà muốn bông dạng thọ của mình mà nó lúc nào nó cũng sực sỡ á, thì anh em có thể là tưới cái dòng phân là ure ha, một muỗng ăn canh pha với là 20 lít nước, và chúng ta có thể là tưới là 3 ngày một lần ha, để giúp cho cái bông dạng thọ của mình các bạn nó lâu tàn nó. Chứ mình sẽ không có xịt dưỡng những dòng phân bón lá nữa. Xịt dưỡng những dòng phân bón lá thì bông của mình cũng đẹp lắm, nhưng mà nó mau trắng cánh đối với những cái giống bông màu vàng chanh nha các bạn ha. Còn màu cam đỏ thì nó sẽ kiểu như là nó màu nâu nâu, các bạn nó xuống màu chẳng hạn vậy đó. Rồi tiếp tục là câu hỏi của bạn là Duyên Quỳnh ha. Thì bạn này bạn hỏi mình là cái bạn sử dụng là cái giống là Mekong 46, thì bây giờ bạn xông đèn được hay không? Hoa của bạn đã xây kén rồi là hoàn toàn là được nha các bạn ha, nhưng mà nó phải là xây kén thì bạn mới là xông đèn nha. Còn nếu như mà nó chưa xây kén là bạn xông đèn là nó điếc bông đó nha. Nãy giờ mình nói nhiều về cái vấn đề là xông đèn rồi đó. Rồi bạn Duy Đáp ha, thì bạn này bạn hỏi mình là xông đèn mà nụ nó bằng hạt gạo rồi xông đèn được hay không? Là không nha bạn ha, bạn nên che cái đèn lại luôn, mà khi nó ra kén rồi thì mình mới là xông đèn. Mình vừa chia sẻ câu trên. Rồi bạn Mưa Bong Bóng Alpha này, bạn này bạn hỏi mình là Atonit khi nào mình ngưng được anh? Thì khi mà nó đang làm nụ thì mình sẽ ngưng nó ha. Nhưng mà những bạn mà trẻ thì mình nên xịt ép nó đặng cho nó mau phát triển. Còn nếu như mà nó đang làm nụ mà mình xịt nó nhiều quá đi là cái cổ bông của mình là nó sẽ bị gãy cổ bông ha. Đối với những giống là cao lỡ, còn những cái giống lùn thì nó không có ảnh hưởng nhiều nha bạn Mưa Bong Bóng nha. Bạn này mình thấy bạn hỏi mình cũng rất là nhiều trong những cái bình luận trước nha, thì mình cũng đã trả lời cho bạn nha. Rồi một bạn tên là Nguyễn Văn Ngân ha, thì bạn này bạn hỏi mình là cái kênh mà chia sẻ mà cái xông đèn hôm bữa là ở đây, thì bạn có thể bạn vào cái Facebook ha, tại vì bạn này bạn không có kênh YouTube đâu, bạn này tên là Phát Nhã ha, hoặc là bạn có thể là vào cái nhóm của mình là hội trồng bông dạng thọ Tết á, có Quỳnh Thí Tinh á, thì bạn có thể bạn vào đó thì bạn sẽ thấy những cái video thôi, tại vì mình có cái nhóm cũng 8.000 mấy người theo dõi các bạn trên Facebook á, thì cũng là chuyên về trồng bông dạng thọ đó, thì bạn có thể vào đó bạn tìm nha. Cũng dễ ra lắm chứ không khó đâu. Tiếp tục là một câu hỏi của bạn là Trần Minh Nhật ha.
Bạn này bạn hỏi mình là bông nhãn thọ của bạn có một số ra bằng hạt tiêu rồi có xông đèn được hay không? Là không bạn ha, nếu như mình xông đèn á là nó sẽ bị ảnh hưởng nha. Để nó sẽ kén là mình mới xông đèn được, là nó nhanh phát triển luôn á. Rồi một bạn tên là Phạm Lê Kim Hân ha, thì bạn này bạn hỏi mình là bạn trồng nhãn thọ ở dưới đất, bây giờ bạn muốn bứng lên chậu bạn chưng á, thì nay nó đã 16 rồi, như vậy cây nó có phát triển được hay không? Thì ở đây thì khi mà bạn trồng ở dưới đất mà bạn bứng lên thì chắc chắn là cái bộ rễ nó sẽ bị ảnh hưởng rồi. Nhưng mà bạn phải dưỡng lại những cái dòng phân như là humic này nọ nha, thì có thể là nó phát triển được nha. Nhưng mà mình phải bứng làm sao cho nó chuẩn nha, nếu như mình bứng nó không chuẩn á là nó sẽ ảnh hưởng đến cây nha. Các bạn gì đó. Rồi thì một câu hỏi của bạn là Tường Vi Vlog nữa nè. Thì bạn này bạn hỏi mình là bạn để bông nhãn thọ của bạn chung với ánh đèn có được hay không, nó có ảnh hưởng gì hay không? Mà bông của bạn đã lớn rồi thì nếu như là bông nhãn thọ của bạn mà nó đã lớn rồi thì nó không có ảnh hưởng ha. Rồi tiếp tục là một câu hỏi của bạn là Huyền Nguyễn ha. Thì bạn này là bạn hỏi mình là phân của bạn là bạn tưới nó bị lạm phân rồi, bây giờ nó bị vàng lá rồi mình xử lý làm sao? Thì bây giờ thì mình sẽ ngưng tưới phân ha, và mình sẽ xịt dưỡng lại thằng Atonit nha bạn ha. Và các bạn xịt dưỡng thằng Atonit á, thì trong cái giai đoạn mà nó đã xây kén rồi thì bạn có thể xịt được nha. Nếu như mà nó đang làm nụ mà bạn xịt á, thì nó cũng ảnh hưởng một chút á, cổ bông của bạn nó sẽ bị yếu nha. Rồi thì tiếp tục là một câu hỏi của một chị tên là Phạm Thị Kim Loan ha. Thì chị này chị hỏi mình á, là nụ hoa của chị bây giờ nó còn rất là nhỏ luôn, mà chị ban đêm á chị để ở ngoài ánh ánh đèn đường thì có ảnh hưởng gì hay không? Là ở đây là nó ảnh hưởng nha chị ha, chị nên che nó lại đi. Khi nào mà nó xây kén mà nó ra hoa rồi thì chị mới để lại ở ngoài ánh đèn đường nha, bằng không là nó sẽ trễ. Chị đi ngoài đường thì chị sẽ thấy những cái anh chị mà trồng bông nhãn thọ đó mà người ta hay lấy miếng bạc người ta che lại, là nó là bông nhãn thọ nó ở trong cái giai đoạn mà nó đang làm nụ nha. Nó thì lúc ban đầu thì em cũng đã nói rồi á, thì có nhiều bạn là xem video mà các bạn tua, các bạn không hiểu về cái vấn đề là xông đèn á, thì các bạn hỏi em là như vậy, em cũng đã giải thích nha. Thì tiếp tục một câu hỏi của bạn là Trần Văn Hiếu ha. Thì bạn này bạn hỏi mình là sử dụng cái liều lượng là 17 17 cho 20 lít nước là như thế nào? Là ở đây thì sử dụng là 100 gram ha, pha với 20 lít nước là được. Chứ nếu như mà mình sử dụng mà nhiều quá đi thì nó sẽ bị là vàng lá và thậm chí là nó chết cây luôn nha bạn Trần Văn Hiếu ha. Rồi tiếp tục là bạn Quỳnh Minh Sơn ha. Bạn này bạn hỏi mình là kêu mình là chia sẻ những cái thuốc gì mà cho nụ hoa mà nó mập bông đi. Thì ở đây thì mình có thể là sử dụng là siêu bông hết cỡ ha. Nhưng mà những bạn mà làm vườn thì các bạn có thể là bạn sử dụng được, tại vì người ta ra bông vào cái bữa là ví dụ như là 25 hoặc là 21 là người ta đã ra bông rồi, thì mình phải sử dụng hàng siêu bông hết cỡ để cho bông của mình nó ra được, nó lẹ bán được, những cái người thương lái người ta mua các bạn, thì người ta thấy bông nào đẹp tươi thì người ta mới mua. Nhưng mà cái yếu điểm của nó là khoảng đâu là mùng 4 mùng 5 các bạn là nó sẽ bắt đầu là nó trắng cánh ha. Còn những bạn mà trồng tại nhà thì các bạn không cần phải sử dụng những cái loại thuốc đó đâu. Chúng ta xông cho nó một cái ánh đèn khi mà nó đã ra hoa rồi thì là được nha. Rồi tiếp tục là câu hỏi của bạn Thảo Lê ha. Thì bạn này bạn hỏi mình á là anh ơi, là cái nụ hoa của em bây giờ nó còn nhỏ quá, bây giờ thì mình phải làm sao? Hiện tại là em thấy nó một số bông nó đã bị chai rồi, là do ảnh hưởng của ánh đèn ha. Nãy giờ mình nói nhiều về cái vấn đề này lắm luôn rồi đó. Rồi tiếp tục là một câu hỏi của một bạn tên là Châu Hồ ha. Thì bạn này bạn hỏi mình là dạng thọ của bạn là cái lá nó bị sọc rồi, có cách nào khắc phục hay không? Thì cái lá nó bị sọc á, là bạn kiểm tra coi nó có bị sâu dễ bùa hay không. Nó thông thường á, sâu dễ bùa thì nó sẽ có những cái sọc trắng trắng á, thì nếu như là có thì bạn có thể là bạn mua cái thằng Radiant với thằng Newga bạn cộng lại bạn xịt ha, như vậy là được thôi chứ không có gì đâu. Rồi thì video ngày hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ cho anh em cũng như là mình nói về cái vấn đề xông đèn nó rất là kỹ ha. Bạn nào thấy thấy hay á, thì hãy like cho mình một like ha, cũng như là các bạn hãy giúp mình chia sẻ cái video này nha. Rồi mình cũng xin được là mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình nha.